Thưa quý vị, chuỗi ngày tồi tệ nhất của du lịch đang dần đi qua và hiện nay đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực khi mà gần đây du khách đang quay trở lại những điểm đến quen thuộc của Việt Nam. Nhưng mà dù vậy thì câu hỏi chung của rất nhiều người làm du lịch vẫn là khi nào thì du lịch mới thực sự phục hồi? Chương trình kích cầu du lịch đã có, nhưng không có nghĩa là cứ kích cầu, cứ đưa ra ưu đãi thì sẽ thu hút được du khách. Trong thực tế thì sau Covid-19, bức tranh du lịch hoàn toàn đổi khác, không còn khách quốc tế. Trong khi đó, xu hướng du lịch của khách trong nước cũng có nhiều thay đổi. Trong tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB đã thực hiện cuộc khảo sát với 1.826 người tham gia. Cuộc khảo sát này phần nào cho thấy, du lịch Việt Nam có nhiều thay đổi sau dịch Covid-19 với sự xuất hiện những xu hướng mới trên thị trường du lịch. Mối quan tâm hàng đầu của du khách trong nước khi đi du lịch không phải ở mức giá rẻ mà chính là điểm đến phải an toàn. Đây cũng là tâm lý dễ hiểu sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Covid-19. Cũng xuất phát từ ý thức phòng ngừa dịch bệnh, du khách thường chọn kiểu đi du lịch theo nhóm bạn bè hoặc du lịch cùng gia đình. Sau Covid-19, xu hướng du lịch ngắn ngày cũng đã lên ngôi. Đa số du khách quan tâm các chuyến đi từ 2 đến 3 ngày, bởi thời gian này học sinh không có kỳ nghỉ hè như mọi năm. Cũng từ đợt dịch Covid-19, nền tảng trực tuyến được chú ý nhiều hơn trong du lịch. Nhiều du khách cho rằng họ đang thực sự quan tâm đến việc đặt tour, đặt phòng khách sạn trực tuyến. Và điều này cũng không nằm ngoài dự báo chung của các chuyên gia khi nói về xu hướng tiêu dùng sau Covid-19. Như vậy, bức tranh du lịch đã thay đổi khá nhiều sau Covid-19. Điều này đòi hỏi những người làm du lịch phải luôn trong tâm thế chuyển động không ngừng để thích ứng với những yêu cầu mới từ phía du khách. Chẳng hạn như là đối với chuyện kích cầu du lịch, đã đến lúc phải nhìn nhận xác đáng hơn rằng kích cầu du lịch không có nghĩa là chỉ đưa ra những mức giá hấp dẫn mà còn phải thay đổi trong cách làm du lịch để phù hợp với xu hướng mới trên thị trường. 80 công ty lữ hành trên cả nước đã có mặt ở Khánh Hòa để thực hiện chương trình khảo sát du lịch kéo dài 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6. Những điểm đến nổi tiếng gắn với thương hiệu du lịch biển Nha Trang đã quá quen thuộc với các công ty lữ hành. Nhưng họ vẫn đến đây từ trải nghiệm với tâm thế khác. Tâm thế của những người làm du lịch đang cố gắng bước qua những khủng hoảng kéo dài từ Covid-19. Ở Việt Nam của mình đang rất là trăn trở rất là nhiều, làm sao tìm cái hướng đi cho các ngành du lịch phát triển và cho cả cái những người ở nội địa của mình. Và hôm nay thì cái đoàn farm trip từ tất cả các tỉnh đã về đến đây để khám phá ra và tìm ra những con đường mới nhất, cũng như là các cái dịch vụ hoàn hảo và để làm sao đảm bảo vừa cái chất lượng và giá cho tất cả những đơn vị hoặc cá nhân để đến một cái trải nghiệm mới, hoàn toàn mới. Sau Covid-19, một trong những động thái đầu tiên của các doanh nghiệp du lịch là tung ra những gói kích cầu. Và lúc này, du khách trong nước dễ dàng có được những tour du lịch với mức giá ưu đãi mà chất lượng vẫn đảm bảo. Nhờ vậy, từ giữa tháng 5 đến nay, lượng khách liên tục tăng tại nhiều điểm đến quen thuộc trên cả nước. Tuy nhiên, kích cầu vẫn chưa phải là chìa khóa để mở ra cánh cửa giúp du lịch phục hồi. Bởi theo các công ty lữ hành, phần lớn du khách quan tâm đến tính phù hợp của tour du lịch so với những thay đổi trong cuộc sống sau Covid-19. Gói nó phù hợp đưa ra, tức là giảm giá combo luôn ấy, tức là những cái combo kể cả ví dụ ăn uống hay là vui chơi ấy, những cái khu vui chơi nó giảm giá, hoặc là khách sạn hoặc book vé máy bay nó sẽ giảm giá hơn rất là nhiều, phù hợp cho cái thời gian mà mình sau khi dịch ấy thì mình có thể đi nghỉ dưỡng. Những cái sản phẩm trước đây đã có không còn sự ưa chuộng của khách hàng nữa, các doanh nghiệp cũng phải ngồi lại với nhau và liên kết để tìm ra và tạo những cái sản phẩm khác biệt để cho du khách họ có cái sự tò mò và tìm hiểu đến sản phẩm, đến với cảnh điểm, đến với địa phương. Tại Khánh Hòa, chương trình kích cầu du lịch từ nay đến cuối năm được kỳ vọng sẽ đón 3,2 triệu lượt khách với trên 10.000 ngày lưu trú trong năm nay. Có đạt được mục tiêu này hay không còn phụ thuộc vào khả năng thu hút du khách trong nước đến với nơi này. Và tất nhiên, chỉ khi du khách hài lòng thì lượng khách mới tăng trưởng cao, du lịch mới nhanh chóng phục hồi. Sự phục hồi du lịch nhanh hay chậm phụ thuộc vào khả năng thay đổi trong cách làm du lịch, thay đổi để du khách hài lòng. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng, nhất là thời kỳ hậu Covid. Hầu như các doanh nghiệp du lịch nào cũng gặp khó khăn bởi tài chính eo hẹp và cũng gặp lúng túng trong tìm kiếm thị trường. Vậy các doanh nghiệp du lịch phải thay đổi như thế nào? Hiện giờ, tất cả ai cũng phải gọi là nặng đầu, nặng óc ra để mà suy nghĩ ra làm sao cho khách hàng hài lòng nhất, làm sao cho khách hàng đặt cái tour ở cái công ty của mình nhất. Thứ nhất là giá cả, thứ hai là chất lượng, thứ ba là được quyền
thoải mái lựa chọn cái hành trình cho mình, chứ không phải giống như ngày xưa bị bó vô một cái hành trình, đi một tour này là phải đi điểm này điểm kia. Còn bây giờ công ty du lịch làm theo cái sở thích của khách hàng. Chính quyền địa phương và chính phủ thì cũng sớm có những cái giải pháp để mà kích cầu du lịch, đồng thời là nối kết lại các cái thị trường, kích cầu du lịch để hỗ trợ cho hoạt động du lịch. Chúng ta làm thế nào để tạo ra cái mới, cái sản phẩm mới trong du lịch, đó là cái phát triển giữa các cái chuỗi giữa các vùng. Tôi lấy ví dụ như vùng đồng bằng sông Cửu Long thôi, có thể mình liên kết từ thành phố Hồ Chí Minh ra các cái vùng lân cận, ra đảo Phú Quốc, rồi từ đảo Phú Quốc có thể đi là các cái vùng bên trong của kinh tế miệt vườn á, chúng ta có thể kết nối với nhau tạo thành một cái chuỗi như thế. Trong giai đoạn mà ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi sau Covid-19 thì có thể nói là thêm một sản phẩm du lịch là thêm một cơ hội để thu hút du khách. Và một trong những sản phẩm mà chúng tôi đang muốn nói đến, đang hy vọng là sẽ tăng sức hút cho du lịch biển tại Nha Trang. Vâng, và chúng tôi đang muốn nói đến tour du lịch ngắm hoàng hôn trên du thuyền giữa biển để du khách cảm nhận được những vẻ đẹp khác của biển. Và đó chính là cách mà du lịch biển thay đổi để phục hồi. Câu chuyện này cũng sẽ kết thúc góc nhìn toàn cảnh 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. 5 giờ chiều, du thuyền mang tên Horizon bắt đầu đón khách. Trong số những du khách này, có người sinh ra lớn lên ở vùng biển, có người đã lâu lắm rồi mới trở lại với biển. Nhưng dường như bất cứ ai cũng có cảm giác như đây là lần đầu đến với biển. Biển thân thuộc bỗng trở nên khác lạ khi du khách ngắm nhìn không phải từ bờ mà từ du thuyền giữa biển. Hơn nữa, lại là biển lúc hoàng hôn. Có cảm giác rất là yên bình và thăng hoa. Nếu như mà mình đi chung với người yêu hoặc là với gia đình của mình á, mình cái cảm giác nó rất là lạ, mới mẻ. Tất cả cùng chung một cảm giác mà đã lâu rồi bị quên lãng giữa nhịp sống tất bật ở đô thị. Đó là cảm giác chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất của mặt trời lặn trên biển. Cảm giác rất là lạ và mình muốn khám phá một điều gì đấy. Với khung cảnh thiên nhiên như này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Có cái cảm giác như này là từ cảm nhận sóng biển dạt dào, phi thuyền lênh đênh. Tour du lịch ngắm hoàng hôn trên biển đang được các doanh nghiệp du lịch khảo sát để sắp tới trở thành một sản phẩm du lịch mới ở Nha Trang, Khánh Hòa. Sau Covid-19, du lịch Khánh Hòa nỗ lực phục hồi với chương trình kích cầu thu hút du khách trong nước. Và để chương trình kích cầu có sức hút thực sự đối với du khách, những người làm du lịch ở Khánh Hòa không chỉ đưa ra những mức giá ưu đãi mà còn phải bằng chính sản phẩm du lịch hấp dẫn thực sự. Tạo ra cái gói tour để mà làm sao để cho khách cảm nhận được cái tour đặc biệt và nó nhiều ý nghĩa, nhiều thú vị khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa. Mang đến du khách những cảm nhận khác lạ về biển lúc hoàng hôn, các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng sẽ tăng thêm sắc thái mới cho du lịch biển Nha Trang, Khánh Hòa. Ngắm biển lúc hoàng hôn để yêu biển hơn, để đúng nghĩa nơi đây là Nha Trang biển gọi. Một câu chuyện chưa từng có trong tiền lệ vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là việc thành phố vừa dừng hai hợp đồng BOT là cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 và cầu Tân Kỳ Tân Quý. Đây là hai dự án được đánh giá là trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết những nút thắt giao thông quan trọng, tạo sự thông thoáng cho các cửa ngõ của thành phố. Chính vì vậy, điều dư luận quan tâm nhất hiện nay chính là sau khi dừng, số phận của hai dự án này sẽ như thế nào? Được ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố vào năm 2018, dự án cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 gồm nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục mở rộng đường Ung Văn Khiêm với quy mô 6 làn xe, xây dựng nút giao thông Đài Liệt Sĩ, quốc lộ 13. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, khi làm dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm ở ngã năm Đài Liệt Sĩ, thì việc ký kết đã thực hiện sau khi có nghị quyết 437 của Quốc hội, trong đó yêu cầu không đầu tư BOT trên các tuyến đường hiện hữu. Khi đất là một số dự án, bây giờ chúng ta làm BOT, chấm dứt, chuyển sang xử lý thế nào, báo cáo này thì vấn đề khó, hiện nay chưa có tiền lệ. Để gỡ khó, hiện thành phố đã chấp thuận chủ trương tạm dừng hình thức BOT để chuyển sang hình thức đầu tư ngân sách. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chủ trương này của thành phố là kịp thời và có tính linh hoạt, nhất là với những dự án trọng điểm nhưng đã lâu vẫn chưa thể hoàn thành, dễ gây bức xúc trong dư luận.
Dự án cầu đường Bình Triệu giai đoạn 2 là một trong số đó khi đã kéo dài 12 năm mà vẫn chưa hoàn thành các hạng mục đề ra. Tôi nghĩ rằng là những cái bức xúc phải còn ưu tiên, thì cái nguồn hữu hạn ngân sách phải ưu tiên và phải tính toán cân đối khác. Những dự án mà đầu tư, mà chuyển đầu tư công á, thì một nguyên tắc quan trọng nhất là nó giải quyết cái gọi là cái điểm nghẽn về giao thông. Nhưng mà khi giải quyết được nó thì nó tác động lan tỏa cho cái vấn đề giao thông chung nữa. Dù ủng hộ việc thực hiện ngân sách thành phố để thực hiện những dự án khó, thời gian lâu, nhưng về lâu về dài vẫn rất cần nguồn xã hội hóa những dự án lớn của thành phố. Theo tính toán, đến năm 2025, nếu không kịp tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, năng lực hạ tầng của chúng ta đã bị vượt 1,55 lần và sẽ càng cao hơn trong những năm tiếp theo. Với hơn nửa năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xâm nhập mặn, ước tính thiệt hại của ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã lên đến hơn 1.600 tỷ đồng. Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống hạn mặn và giải pháp khắc phục thúc đẩy sản xuất vừa diễn ra vào chiều nay, địa phương này cho biết hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương triển khai nguồn kinh phí 70 tỷ đồng từ ngân sách trung ương bổ sung để hỗ trợ khắc phục hạn mặn. Ngoài những giải pháp trước mắt để giúp người dân dần khôi phục sản xuất sau tác động nặng nề từ hạn mặn cũng như dịch Covid-19 vừa qua, tỉnh Bến Tre còn tích cực thực hiện các giải pháp mang tính chiến lược lâu dài như khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện dự án Bắc Bến Tre, hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre, thực hiện cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm để đầu tư các hệ thống cống, đê bao ngăn mặn trữ ngọt cục bộ. Đặc biệt, giải pháp tuyên truyền và vận động người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc theo các khuyến cáo cực của cơ quan chức năng trong việc phòng chống ứng phó hạn mặn nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất được tỉnh Bến Tre chú trọng trong thời gian tới.